Xin chào các cụ mợ. Khoai tây chiên là một món ăn rất bình thường nhưng lại là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ người lớn đâu mà trẻ nhỏ, các con ở nhà cháu ấy rất thích cái món khoai tây chiên này. Và bản thân cháu khi mà đi vào các nhà hàng ấy gọi món khoai vị bao giờ cũng để ý đến cái món khoai tây chiên này để gọi ra để ăn nhâm nhi trước khi mà những cái món chính ra. Thế thì ngày hôm nay kênh Cùng Cháu Vào Bếp xin hân hạnh gửi đến các cụ mợ món khoai tây chiên, một cách làm rất là đơn giản và không cầu kỳ mà lại còn rất là nhanh nữa. Ngoài ra thì chúng ta chiên được 2 lần thì món khoai rất là giòn và ngon mà lại còn hấp dẫn mọi người nữa. Thì chúng ta cùng bắt tay vào làm món khoai tây chiên thôi. Cháu sẽ làm khoảng độ 1 cân khoai tây. Ngoài ra thì cháu cần có muối tinh và một chút bột nghệ các cụ mợ nhé. Bột nghệ ở đây thì có cũng được, không có cũng được. Tại vì làm sao, bột nghệ ở đây cho vào nước trần khoai tây để cho nó làm tăng màu khoai tây cho cái miếng khoai tây chiên của chúng ta nó vàng thôi. Còn cụ mợ nào mà thích màu mộc ý, thì chúng ta vẫn để nguyên, không cần phải cho bột nghệ vào đâu. Thế nên là chúng ta chỉ cần có muối, khoai tây và dầu ăn, thế là xong. Khoai tây chúng ta sẽ thái con chì các cụ mợ nhé. Chúng ta sẽ thái kích thước là 0,8 x 0,8 và nhân dài từ 5 đến 6 cm. Nhưng mà nó theo cái chiều dài của củ khoai tây, chúng ta có thể cho nó dài hơn cũng được, tại vì là cắt đi thì nó lại hơi bị nhỡ cỡ. Là chúng ta cứ thái như thế, xong rồi chúng ta sẽ ngâm vào nước. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trần khoai tây các cụ mợ nhé. Ở đây để mà cho nước trần cho nó ngon ấy, thì chúng ta sẽ cho vào đây 1 thìa cà phê muối tinh. Và cho màu nó đẹp nữa thì chúng ta sẽ cho vào đây 1 thìa cà phê bột nghệ. Đấy, chúng ta hòa tan nó ra cho nó có màu vàng đẹp. Rồi, các cụ mợ hòa màu vàng nghệ ra đây nhé. Đấy. Thật ra cái bột nghệ nó vào đây ý, nó cũng chỉ để cho cái màu nó tươi hơn và nó chẳng có ảnh hưởng gì. Vì là nghệ nó là một cái phương thuốc nam, một chất điều vị mà, nó cũng rất tốt cho sức khỏe nữa. Thế nên là cụ nào thích cho thì cho và không cho thì thôi, cũng chả sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nước sôi, bây giờ chúng ta sẽ cho khoai tây vào trong nồi chúng ta trần nhá. Khoai tây thì chúng ta trần rất là nhanh, khi mà nó sôi lại thôi là chúng ta sẽ phải vớt ra ngay. Sau đó chúng ta sẽ để nguội và sóc tiếp với một chút muối nữa, rồi chúng ta sẽ chiên làm 2 lần. Lần cuối cùng mà cụ mợ nào mà thích ăn ngon nữa ấy, là chúng ta sẽ chuẩn bị một chút bơ pháp và một chút tỏi bắp. Chúng ta sẽ phi, sau khi mà chiên lần thứ 2 xong, chúng ta sẽ phi vàng bơ tỏi trong cái bơ pháp ấy. Sau đó chúng ta cho khoai tây và chúng ta lắc đều trên chảo và cho ra. Và phải ăn thật nhanh thì lúc đấy khoai tây nó sẽ giòn. Ở đây có một cái mẹo mà chia sẻ với các cụ mợ mà muốn để khoai tây giòn ấy, sau khi chúng ta trần như thế này, chúng ta chiên lần 1 nữa, bắt đầu chúng ta sẽ chiên lần 1, rán lần 1 ấy. Rán lần 1 xong để thật nguội, xong chúng ta sẽ cho vào một hộp, chúng ta để vào trong ngăn mát của tủ lạnh này này. Chúng ta để từ khoảng độ 2 3 tiếng thì cái khoai tây sau khi mà rán lại ấy, rán lần thứ 2 nó sẽ rất là giòn. Các cụ mợ ơi, sôi rồi nhá, chúng ta sẽ vớt ra luôn. Chúng ta sẽ vớt ra để cho nó nguội, cho nó vừa ráo nước nó vừa nguội nữa. Là tí nữa chúng ta sẽ sóc với một chút muối để chúng ta sẽ chiên lần 1 luôn. Rồi, tắt lên.
Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ dầu nóng nhá, chúng ta sẽ cho một thìa cà phê muối vào trong khoai để chúng ta trộn đều nó lên nhá, xóc đều nó lên nhá, cho khoai nó không bị nhạt. Chính ra ăn khoai nó phải hơi đậm đậm một chút thì nó mới ngon ạ. Đấy, chúng ta sẽ xóc đều nó lên và dầu nóng chúng ta sẽ thả vào rán vàng luôn. Bây giờ dầu đã nóng rồi nhá, chúng ta sẽ thả dần khoai vào nhá. Chúng ta đừng thả hết một, nhưng mà chúng ta sẽ thả dần khoai vào như này. Đấy, và chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa luôn nhé các cụ mợ nhá. Bước này đầu tiên là om cho khoai chín đã. Chúng ta không cần đảo nhiều đâu ạ. Cái bước này mà các cụ mợ đảo nhiều ấy là nó sẽ bị nhanh bị nát khoai lắm. Rồi các cụ mợ ơi, đây nhá, khoai chúng ta sẽ chiên lần một như thế này thôi ạ. Đấy các cụ mợ nhìn nó rộp rộp lên như này này. Đấy, nó cứng, bắt đầu nó cứng cứng vỏ một chút là chúng ta sẽ cho ra. Lúc này thì đừng tắt bếp nhé các cụ mợ nhé. Nếu các cụ mợ tắt bếp là nó sẽ nhanh ủ dầu lắm, nên thấm dầu rất nhanh đấy ạ. Các cụ mợ ơi, đây chúng ta rán lần một như này nhá. Bây giờ chúng ta rán lần một xong, chúng ta sẽ để thật nguội. Nếu mà các cụ mợ có thời gian đấy, các cụ mợ sẽ cho cái khoai tây này vào trong hộp, cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Các cụ mợ để cho cháu từ 2 cho đến 3 tiếng, hoặc càng lâu càng tốt. Sau khi nào chúng ta ăn thì chúng ta sẽ bỏ ra cho nó bớt hơi cái hơi lạnh đi, xong bắt đầu chúng ta sẽ chiên lần 2. Cực kỳ giòn và giòn lâu ạ. Rồi khoai tây đã nguội rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ chiên lần 2 các cụ mợ nhá. Đấy, sở dĩ chúng ta chiên hành này, chiên khoai này, hay chiên bất cứ cái gì mà muốn cho nó giòn ấy, chúng ta đều phải chiên hai lần. Lần một chiên ra để cho nó bắt đầu là nó định hình và nó chín sản phẩm, và lần thứ hai là khi chúng ta chiên để lấy độ giòn cho nó căng dầu lên, và chúng ta sẽ lấy cái độ giòn của bề mặt của nó. Thế nên là bao giờ người ta chiên cái gì giòn, người ta bao giờ chiên hai lần, màu nó cũng đẹp, màu sắc nó cũng sẽ đẹp hơn các cụ mợ. Chúng ta cũng đừng để to lửa quá các cụ mợ nhé, chúng ta để lửa vừa thôi để cho nó vàng từ từ, chứ nó vàng quá thì nó sẽ cháy. Rồi các cụ mợ ơi, khoai bây giờ nhá, chuẩn bị giòn rồi nhá. Chúng ta sẽ đảo đảo lên một tí nữa, xong bắt đầu chúng ta sẽ cho ra luôn nhá. Đấy, các cụ mợ thấy là bắt đầu nó cứ lạo xạo, nó cộc 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 là miếng khoai bắt đầu cái vỏ bề mặt của nó đang giòn rồi đấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ đảo cho nó đều hết màu lên một chút đã, xong bắt đầu chúng ta sẽ cho ra, vì ra ngoài nó còn tăng màu lên thêm một chút nữa, vì nó vẫn còn cái độ nóng của dầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho khoai ra nhé các cụ mợ nhá. Rồi, chúng ta sẽ cho khoai ra đĩa các cụ mợ nhá. Đấy, cụ mợ nhìn thấy nghe tiếng nó rơi ra đĩa chưa? Đấy, nó rơi cứ con thế. Thank you.
Và món khoai tây chiên của cháu đã hoàn thành rồi đó các cô mợ. Các cô mợ nhìn thấy là cái khoai nó đều cái và nó rất là giòn đúng không ạ? Đây cháu ăn cái nữa. Đấy, giòn lắm các cô mợ. Và màu thì nó màu vàng sáng. Vị thì nó hơi đậm đậm một chút của muối, chấm với cả tương ớt thì ngon tuyệt vời. Và hy vọng rằng là với một cái món ăn đơn giản, dễ dàng này và các cô mợ, trong những cái bữa tiệc mà có nhiều trẻ con ấy, các cô mợ sẽ làm món này trước cho các cháu ăn và cho mọi người trong gia đình cùng thưởng thức với một món ăn mà vừa ngon vừa dễ làm mà lại không mất nhiều nguyên liệu nữa, đúng không ạ? Nếu các cô mợ thích clip này của nhà cháu thì các cô mợ sub kênh cho nhà cháu, tức là đăng ký kênh cho nhà cháu nhé. Nhà cháu xin chào các cô mợ và hẹn gặp lại các cô mợ trong những chương trình kế tiếp.